Đồng chí Tô Hiệu, người chiến sĩ Cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những đóng góp lớn lao trong việc khôi phục củng cố các tổ chức đảng và phong trào cách mạng. Đồng chí Tô Hiệu là tấm gương sáng về tinh thần biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông, mùng 7 tháng 3 năm 1912, mùng 7 tháng 3 năm 2022, chúng ta cùng nhìn lại sự nghiệp cách mạng của nhà cách mạng tiền bối, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu qua các tư liệu, chúng ta càng thêm tự hào về người con ưu tú của quê hương xứ Nhãn. Với 32 năm tuổi đời, 18 năm dấn thân và hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu là một tấm gương sáng của một chiến sĩ tiên phong, người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta. Đồng chí Tô Hiệu hoạt động ở trong nhà tù, lãnh đạo cái cuộc đấu tranh ở đây, huấn luyện đào tạo những nhà lãnh đạo rất là ưu tú của Đảng nhà nước ta, tổ chức cho bốn đồng chí như là Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Trân, Trần Đăng Ninh, Lưu Đức Hiểu vượt ngục thành công, trở về trở thành những người lãnh đạo của cách mạng. Mặc dù hai lần bị địch bắt và đầy ải trong những nơi địa ngục trần gian, nhưng đó là hai lần đồng chí cùng các đồng chí của mình biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Ý chí kiên cường của đồng chí Tô Hiệu đã khiến quân thù phải khiếp sợ, đặc biệt khi bị đầy ở nhà tù Sơn La. Dù bị đói rét và bệnh lao hành hạ, đồng chí Tô Hiệu vẫn giữ vững ý chí chiến đấu. Cái việc giảng dạy và học tập cũng như là thảo luận ấy, thì diễn ra trong bất kỳ trong cái điều kiện nào. Có thể là trong những giờ bị giam giữ hoặc là trong cái lúc mà phải đi làm khổ sai, các cái nhóm học tập sẽ tổ chức là giảng dạy cũng như là cái việc thảo luận. Và nó đã đem lại niềm tin đối với lại cái thắng lợi của cách mạng. Đồng chí Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương viết: giữa những ngày cục diện chung còn mờ mịt, trước khi tắt thở, anh bảo ghi lại cho anh em mấy lời dặn rằng: ánh sáng ngày mai đã ló ở phía chân trời, hãy chuẩn bị đương đầu với những thử thách lớn nhất. Đánh giá về đồng chí Tô Hiệu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã viết: cuộc đời đồng chí tuy ngắn ngủi, nhưng những cống hiến của đồng chí cho dân tộc và cho cách mạng thật là to lớn. Đồng chí đã có công gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Hà Nội, Hải Phòng và liên tỉnh B, bao gồm các tỉnh miền duyên hải Bắc Bộ và Hải Dương, Hưng Yên. Khôi phục xứ ủy Bắc Kỳ cuối năm 1936. Trong những năm bị địch bắt giam, đồng chí Tô Hiệu đã góp phần rất quan trọng biến nhà tù Sơn La thành trường học, đào tạo được nhiều cán bộ ưu tú cho Đảng, cho cách mạng. Cây đào do đồng chí Tô Hiệu trồng tại nhà tù Sơn La trong thời gian bị giam giữ ở đây đã trở thành biểu tượng không chỉ cho tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của các chiến sĩ cộng sản tại nhà tù Sơn La, mà còn là biểu tượng của sức sống cách mạng vươn lên từ đất chết,